Cô chào các con. Vậy là chúng ta đã trải qua 4 tuần học trực tuyến. Các con được học rất nhiều tiết ngữ văn bổ ích mà thầy cô mang đến cho các con. Ở những bài học trước, các con đã ghi chép bài đầy đủ chưa? Nếu chưa ghi đủ, thì nhớ lên trang web của nhà trường để tải về, học và ghi bổ sung bài các con nha. Các con biết không, mỗi câu chuyện cổ tích là cả một thế giới kỳ diệu. Có thể nói, đây là một khẳng định đúng đắn, có nội dung khá sâu sắc và triết lý. Mỗi một trang sách trong kho tàng truyền cổ như là cánh cửa thần kỳ lần lượt được mở ra và chúng ta được gặp ông Bụt, cô Tiên. Chúng ta được thả trôi tâm hồn mình vào các nhân vật như cô Tấm, Thạch Sanh, Sọ Dừa. Thế giới trong câu chuyện cổ tích thực sự bao la rộng lớn, không bao giờ khai thác được. Vậy hôm nay cô sẽ dẫn dắt các con vào thế giới kỳ diệu đó qua bài học Miền Cổ Tích. Đầu tiên, cô và các con cùng khởi động nhé. Cô có một trò chơi nhìn hình đoán truyện. Các con nhìn các hình ảnh và đoán cho cô đây là những câu chuyện cổ tích nào. Về luật chơi, các con lấy giấy bút. Mỗi bạn viết ra giấy tên truyện của từng hình ảnh từ số 1 đến số 4. Và trong thời gian 2 phút, bạn nào đoán được cả 4 truyện thì sẽ chiến thắng. Sau 2 phút, các con đã đoán ra được bức tranh nào của câu chuyện nào chưa? Chúng ta sẽ kiểm tra lại phần nhìn tranh đoán truyện của mình nhé, theo đáp án của cô. Các con biết không, từ thuở ấu thơ, ai trong chúng ta cũng từng được nghe những câu chuyện cổ tích, bắt đầu từ ngày xưa, ngày xưa. Một thế giới khác lạ được mở ra cùng những tình tiết ly kỳ, những nhân vật sinh động. Qua câu chuyện cổ tích, biết bao bài học sâu sắc về đạo lý làm người đã được ông cha ta gửi gắm vào trong đó. Đến với bài học hôm nay, trước hết chúng ta sẽ tìm hiểu về chuyện cổ tích là gì. Đầu tiên, chúng ta cần xem qua những yêu cầu cần đạt của bài học hôm nay cần có những yếu tố nào các con nha. Mở sách giáo khoa trang 37, chúng ta sẽ thấy có các yêu cầu cần đạt như sau. Thứ nhất, nhận biết được một số yếu tố của truyện cổ tích, các chi tiết tiêu biểu, đề tài, câu chuyện, nhân vật trong tính chỉnh thể của tác phẩm. Nhận biết được chủ thể của văn bản. Thứ hai, tóm tắt được văn bản một cách ngắn gọn. Thứ ba, nhận biết được đặc điểm, chức năng của tràng ngữ, biết cách sử dụng tràng ngữ để liên kết câu. Thứ tư, viết được bài văn kể lại một truyện cổ tích và kể lại được truyện cổ tích. Và cuối cùng là yêu nước và nhân ái. Bây giờ chúng ta bước sang hoạt động đọc. Trong hoạt động này chúng ta cần có những phần sau. Phần thứ nhất là tri thức ngữ văn. Phần thứ hai, văn bản 1, Sọ Dừa. Thứ ba, văn bản 2, Em Bé Thông Minh. Tiếp theo là đọc kết nối chủ điểm, truyện cổ nước mình. Phần còn lại, đọc mở rộng theo thể loại Nobu và Hembu. Các con thân mến, bây giờ chúng ta tiếp tục bài học hôm nay với phần tri thức ngữ văn. Ở phần tri thức ngữ văn, chúng ta sẽ làm quen với tri thức đọc hiểu. Đầu tiên là tìm hiểu về khái niệm truyện cổ tích. Thứ hai là nhân vật trong truyện cổ tích. Thứ ba, cốt truyện trong truyện cổ tích. Và thứ tư là yếu tố kỳ ảo trong truyện cổ tích. Về phần tri thức đọc hiểu, chúng ta tiếp tục tìm hiểu cho cô ở sách giáo khoa trang 37 và 38, nêu những hiểu biết về thể loại truyện cổ tích. Các con hãy trả lời cho cô các câu hỏi sau. Câu thứ nhất, thế nào là truyện cổ tích? Câu thứ hai, hãy nêu đặc điểm của truyện cổ tích. Về phần thứ nhất là khái niệm của truyện cổ tích. Về đặc điểm, đây là loại truyện dân gian. Thứ hai là về đối tượng, kể về cuộc đời, số phận của một số kiểu nhân vật. Và thứ ba, mục đích, thể hiện cách nhìn, cách nghĩ của người xưa đối với cuộc sống, đồng thời nói lên ước mơ về một xã hội công bằng, tốt đẹp. Cuối cùng là về nghệ thuật. Trong truyện cổ tích có yếu tố tưởng tượng, kỳ ảo. Bây giờ, chúng ta sẽ tìm hiểu về nhân vật trong truyện cổ tích. Nhân vật trong truyện cổ tích, thứ nhất là đối tượng. Đối tượng trong truyện cổ tích là con người, loài vật, đồ vật đã được nhân hóa. Thứ hai, đặc điểm của nhân vật thường là hiền từ, hung dữ, tốt bụng, thông minh hoặc ngốc nghếch. Thứ ba là nhận biết. Thông qua lời kể chuyện,
hành động lời nói của nhân vật. Và thứ tư là lấy các ví dụ về nhân vật mà em yêu thích. Ví dụ như là nhân vật sọ dừa, em bé thông minh, tấm cám, vân vân. Tiếp theo là về cốt truyện trong truyện cổ tích. Cốt truyện trong truyện cổ tích thường có yếu tố hoang đường kỳ ảo. Mở đầu câu chuyện bằng cụm từ ngày xưa, ngày xưa. Kết thúc của câu chuyện thường có hậu và truyện được kể theo trình tự thời gian. Về nghệ thuật trong truyện cổ tích thì thường có nhiều yếu tố kỳ ảo, là những chi tiết kỳ lạ hoang đường. Thứ hai là sản phẩm của trí tưởng tượng và nghệ thuật hư cấu dân gian. Như vậy, chúng ta vừa tìm hiểu xong phần tri thức ngữ văn. Bây giờ chúng ta bước sang phần tiếp theo trong bài học hôm nay, đó là tìm hiểu văn bản sọ dừa. Các con thân mến, để tìm hiểu tốt về văn bản sọ dừa thì đầu tiên chúng ta sẽ có hoạt động đọc. Hoạt động đọc gồm có 5 bước sau. Bước 1 là bước khởi động, bước 2 là bước chuẩn bị đọc, bước 3 là trải nghiệm cùng văn bản, bước thứ 4 suy ngẫm và phản hồi, và bước cuối cùng tổng kết và củng cố. Bây giờ chúng ta bắt đầu khởi động nha các con. Các con hãy xem một đoạn phim hoạt hình sau. Sau khi xem phim xong, các con hãy trả lời cho cô câu hỏi như sau. Những chi tiết trong phần mở đầu của câu chuyện giúp em biết được điều gì về nhân vật sọ dừa? Ngày xưa, có hai vợ chồng một lão nông nghèo đi ở cho một nhà phú ông. Họ hiền lành, chăm chỉ, nhưng đã ngoài 50 tuổi mà chưa có lấy một mụn con. Một hôm, người vợ vào rừng lấy củi. Trời nắng to, bà rất khát nước. Trời ơi, khát quá! Thấy cái sọ dừa bên gốc cây to đựng đầy nước mưa, bà bèn bưng lên uống. Thế rồi về nhà, bà có thai. Thời gian ngắn sau đó, chồng bà cũng không may qua đời. Mẹ ơi, sinh con ra đi. Hả? Con ở trong bụng đã biết nói sao? Vâng ạ, mẹ mau sinh con ra đi. Con muốn ra ngoài lắm rồi, con muốn nhìn thấy mẹ. Một đứa trẻ biết nói từ trong bụng thì ắt biết tự ra ngoài, phải không? Vâng, mẹ nói đúng ạ. Vậy mẹ chịu đau một chút nhé. Úi da, con ra được rồi nè mẹ. Con, sao hình thù của con lại kỳ dị vậy? Mẹ đừng vì thế mà đem vứt bỏ con nhé. Con rất yêu mẹ. Không đời nào con yêu. Con là máu mủ của mẹ. Dù con có thế nào thì mẹ vẫn yêu con. Từ nay con sẽ có tên là sọ dừa nhé. Để giúp các em hiểu hơn về nhân vật này, bây giờ chúng ta sẽ cùng bước vào phần tiếp theo nha. Đó là phần chuẩn bị đọc và trải nghiệm cùng văn bản. Đầu tiên là về tri thức đọc hiểu. Các con sẽ cùng cô giải nghĩa các từ khó trong văn bản. Các con mở sách giáo khoa trang 39 đến trang 42 để tìm hiểu các từ khó trong sách. Ví dụ, từ phú ông là gì? À, là người đàn ông giàu có. Sọ dừa là gì? Là phần vỏ cứng bên trong quả dừa, đựng cùi dừa và nước dừa. Từ tiếp theo, ví dụ như từ phàm trần. Phàm trần có nghĩa là gì? À, là cõi đời thực. Từ tiếp theo nữa là từ gia nhân. Gia nhân có nghĩa là gì các bạn? À, là người giúp việc trong nhà. Còn từ trạng nguyên có nghĩa là gì? À, trạng nguyên có nghĩa là học vị của người đỗ đầu trong khoa thi đình thời phong kiến. Các con nhớ đọc hết các từ còn lại ở phần chú thích. Khi đọc phần chú thích, các con nhớ đọc luôn các câu hỏi dự đoán, suy luận ở sách giáo khoa trang 39, 40 để chúng ta cùng thảo luận nhé. Bây giờ các con nghe cô đọc mẫu một đoạn trong văn bản sọ dừa nhé. Cuối mùa ở, sọ dừa về giục mẹ đến hỏi con gái phú ông làm vợ. Bà mẹ hết sức sửng sốt nhưng thấy con năn nỉ cũng chiều lòng, đành kiếm buồng cau mang đến nhà phú ông. Phú ông cười mỉa, ừ, được, muốn hỏi con gái ta, hãy về sắm đủ một chĩnh vàng cốm, 10 tấm lụa đào, 10 con lợn béo, 10 vò rượu tăm, đem sang đây. Theo em, sọ dừa có tìm được lễ vật hay không?
các con hãy suy đoán xem sò dừa sẽ tìm lễ vật bằng cách nào, ở đâu, có ai giúp đỡ cậu ấy không? Các con hãy dừng màn hình và đọc tiếp văn bản để xem mình dự đoán có đúng không nhé. Sau khi đọc xong, bây giờ chúng ta cùng tóm tắt câu chuyện sọ dừa. Các con lưu ý, khi tóm tắt cần có các ý chính. Cô sẽ gợi ý các con như sau. Ngày xưa có hai vợ chồng nghèo nhưng mãi không có con. Một hôm người vợ thấy cái sọ dừa bên trong đựng đầy nước, bèn bưng lên uống. Rồi bà mang thai. Sau đó bà sinh ra một đứa bé không chân không tay, tròn như một quả dừa. Bà buồn lắm nhưng không đành vứt đi. Bà liền đặt tên cho con mình là sọ dừa. Sọ dừa đến ở nhà phú ông, cậu chăn bò rất giỏi. Phú ông mừng lắm. Rồi chàng được phú ông gả cho cô con gái út mà không chê chàng xấu xí. Hai vợ chồng sống với nhau hạnh phúc. Sọ dừa thi đỗ trạng nguyên. Cô út bị hai cô chị hãm hại, nhưng nhờ duyên số, cuối cùng vợ chồng sọ dừa vẫn được đoàn tụ bên nhau. Sau khi các con đã đọc văn bản và nghe cô tóm tắt, hãy cho cô biết văn bản sọ dừa được kể theo ngôi thứ mấy? À, văn bản được kể theo ngôi thứ ba. À, ngôi thứ ba tức là người kể giấu mình đi, người kể gọi tên nhân vật bằng tên riêng của họ. Còn về phương thức biểu đạt chính của văn bản này là phương thức nào? À, đó là phương thức tự sự, tức là kể diễn biến lại sự việc của câu chuyện. Còn trong văn bản này, nhân vật chính là ai? À, đó chính là nhân vật sọ dừa. Các con thân mến, bây giờ chúng ta sẽ trải nghiệm cùng văn bản này nha. Đầu tiên, chúng ta hãy tìm hiểu về nhân vật sọ dừa. Sự ra đời của sọ dừa có gì khác thường các con? À, sự ra đời của sọ dừa rất là khác thường. Thứ nhất, người mẹ nghèo, hiếm muộn, uống nước mưa trong chiếc sọ dừa và về nhà mang thai. Thứ hai, bà mẹ sinh ra đứa bé không tay không chân, tròn như quả dừa và bà đặt tên là sọ dừa. Thứ ba, bà mẹ định vứt con nhưng mà sọ dừa đã xin mẹ và mẹ đã để lại nuôi. Thứ tư, lớn lên sọ dừa vẫn không thay đổi mà cứ lăn lóc trong nhà. Như vậy, sự ra đời này của sọ dừa đã khẳng định nhân vật sọ dừa thuộc kiểu nhân vật gì các con? À, đây là kiểu nhân vật mang lốt vật với hình dạng xấu xí. Như vậy, chính sự đan xen bình thường và khác thường về sự ra đời của sọ dừa đã mang đến nhiều ý nghĩa. Có thể nói, câu chuyện thể hiện sự quan tâm, thương cảm đến những số phận thấp hèn, đau khổ, chịu nhiều thua thiệt, tạo nên sự gần gũi với người lao động bình thường. Bên cạnh đó, nhân dân quan tâm đến những số phận, những con người thiếu thốn tình cảm, thân phận thấp hèn, bị cho là vô tích sự trong cuộc sống. Ngoài ra, sự ra đời của sọ dừa tạo nên sự hấp dẫn, lôi cuốn, tạo nên một cốt truyện hoàn hảo hơn, phải không các con? Vậy diễn biến tiếp theo của câu chuyện ra sao? Những phẩm chất nào của nhân vật sọ dừa được thể hiện qua hành động? Các con hãy cùng cô tiếp tục phân tích nha. Chúng ta bước vào phần thứ hai, phẩm chất của sọ dừa được thể hiện qua hành động. Để tìm hiểu được những phẩm chất của sọ dừa, chúng ta cần điểm qua các hành động của sọ dừa. Thứ nhất, sọ dừa xin mẹ được sang nhà phú ông để chăn bò. Các con biết không, vì là một người sinh ra đã dị hình dị dạng, sọ dừa có lần bị mẹ toan vứt đi. Nhưng với khát vọng được sống, cậu đã nói lên tiếng nói của mình để được ở cùng mẹ. Nhưng đau lòng hơn, lớn lên cậu vẫn không thay đổi, không giúp được gì cho gia đình, không vì thế mà người mẹ vứt bỏ con. Chính vì vậy, cậu đã xin sang nhà phụ ông chăn bò giúp mẹ. Cậu vừa chăn bò giỏi, lại thổi sáo rất hay. Đây là một điều không thể phủ nhận. Với hành động thứ nhất này, chúng ta thấy sọ dừa có những phẩm chất, đó là kiên định, chịu khó và có tài năng. Tiếp tục, ở hành động thứ hai, đó là sọ dừa cưới hỏi con nhà phú ông. Các con hãy cho cô biết, sau khi được tiếp xúc với cô con gái út của nhà phú ông, sọ dừa đã làm gì? À, sọ dừa có một quyết định rất táo bạo. Kết thúc vụ mùa năm đó,
Sọ Dừa về thưa với mẹ, đưa trầu cau sang nhà phú ông xin cưới cô út cho mình. Người mẹ có chút phân vân, nhưng cũng chiều theo ý của con trai. Hành động này của Sọ Dừa bị phú ông mỉa mai, nhưng cũng đưa ra sính lễ. Các con hãy cho cô biết, sính lễ mà phú ông đưa ra gồm có những gì? À, đó là một chỉnh vàng cốm, 10 tấm lụa đào, 10 con lợn béo, 10 vò rượu tăm. Các con biết không, thật kỳ diệu, đến ngày hẹn, chàng đã có đủ sính lễ, trong nhà lại có gia nhân đi ra đi vào tấp nập. Với hành động thứ hai này, tác giả dân gian muốn cho các con biết phẩm chất cao đẹp của Sọ Dừa, đó là biết cố gắng, có chính kiến, có sự đấu tranh giành lấy hạnh phúc cá nhân. Các con à, sau khi cưới được con gái của phú ông, vợ chồng Sọ Dừa sống với nhau vô cùng hạnh phúc. Sọ Dừa còn làm được gì nữa? À, Sọ Dừa miệt mài đèn sách để học hành và đã đỗ trạng nguyên và được đi sứ. Với một hình hài không đầy đủ, cậu đã trải qua rất nhiều khó khăn, nhưng có lẽ Sọ Dừa không cam chịu, không chấp nhận số phận. Sọ Dừa đã ngày đêm miệt mài đèn sách, và năm đó cậu đã thi đỗ trạng nguyên rồi được cử đi sứ. Qua hành động này của Sọ Dừa đã bộc lộ phẩm chất. Sọ Dừa rất thông minh, chăm chỉ, lại có ý chí cầu tiến nữa. Các con biết không, phẩm chất này đã làm rạng rỡ cho gia đình. Đây cũng là phẩm chất mà người xưa rất coi trọng ở bậc nam nhi. Ở hành động thứ tư, chàng phải đi sứ xa nhà nên rất lo lắng cho vợ, nên chàng đã đưa cho vợ một hòn đá lửa, một con dao, 2 quả trứng, dặn luôn mang theo bên mình phòng khi bất trắc. Qua hành động này đã bộc lộ phẩm chất, đó là Sọ Dừa biết dự đoán, biết lo xa và luôn đề phòng trong mọi việc ở cuộc sống đầy khó khăn và nguy hiểm. Không chỉ có vậy, qua hành động này cũng nói lên Sọ Dừa rất yêu thương vợ của mình, biết lo lắng cho vợ. Có thể nói, sự thông minh của Sọ Dừa đã giúp cho người vợ của mình thoát khỏi nguy hiểm. Hành động cuối cùng của Sọ Dừa là gì các con? À, đó là cách ứng xử của Sọ Dừa trước 2 cô chị độc ác của vợ. Chàng đã giấu vợ của mình để cho 2 người chị diễn vai thương tiếc khóc lóc với tham vọng được làm bà trạng sau khi đã hãm hại em gái của mình. Chàng không hề có nặng lời với họ mà mời người vợ ra và không trách mắng. Điều này khiến 2 cô chị xấu hổ và lẻn về trốn đi biệt tâm. Có thể thấy đây là cách cư xử tinh tế của Sọ Dừa, không để cho người mắc lỗi bị tổn thương mà tự họ sẽ nhận ra việc làm sai trái của bản thân và tự trừng phạt chính mình. Bên cạnh đó cũng thể hiện được lòng nhân ái vị tha của Sọ Dừa. Qua cách ứng xử này, các con có biết Sọ Dừa đã bộc lộ phẩm chất gì không? À, đó là phẩm chất cách cư xử tinh tế, lòng nhân ái, vị tha cao cả của Sọ Dừa. Các con nhé! Bây giờ, chúng ta sẽ bước sang phần suy ngẫm và phản hồi. Các con thân mến, phẩm chất của nhân vật trong truyện cổ tích được bộc lộ qua hành động xuyên suốt cả tác phẩm. Nếu như Tấm có sự hy sinh nhẫn nhục hết lần này đến lần khác bị mẹ con nhà Cám hãm hại, hay Thạch Sanh, một chàng dũng sĩ kiên cường trải qua hàng loạt thử thách để cuối cùng được sống hạnh phúc bên công chúa, thì Sọ Dừa là nhân vật tiêu biểu cho kiểu đội lốt vật trong văn học dân gian. Nhân vật này mang nhiều vẻ đẹp, nhân cách, phẩm chất vô cùng lý tưởng. Một con người thông minh, chăm chỉ, kiên định, giàu tình thương, biết suy nghĩ cho tương lai và cách cư xử tinh tế, giàu lòng nhân ái. Qua nhân vật Sọ Dừa, có bạn nói, ở hiền gặp lành, ác giả, ác báo. Các con có đồng ý với ý kiến đó không? Dựa vào các nhân vật trong truyện để chúng ta có thể trả lời câu hỏi này. À, đối với cô rất đồng ý với ý kiến của bạn nói trên. Vì nhân vật Sọ Dừa và nhân vật cô út ở hiền
thì sẽ gặp lành, tức là họ vượt qua rất nhiều khó khăn và cuối cùng được sống hạnh phúc bên nhau. Còn hai cô chị độc ác thì họ đã phải xấu hổ, bỏ đi biệt xứ và không dám gặp người thân. Bây giờ chúng ta sẽ bước sang phần tiếp theo trong bài học hôm nay, đó là tổng kết và củng cố. Qua phần tìm hiểu văn bản sọ dừa cũng như tìm hiểu về thể loại truyện cổ tích, các con cùng suy nghĩ và trả lời cho cô câu hỏi sau nhé. Thứ nhất, câu chuyện này có ý nghĩa như thế nào? Thứ hai, truyện có những nghệ thuật nào đặc sắc? À, về ý nghĩa của truyện, truyện đề cao, ca ngợi vẻ đẹp bên trong của con người, đó là ý nghĩa nhân văn thể hiện đạo lý truyền thống của nhân dân ta. Chính lòng nhân ái sẽ đem lại hạnh phúc cho con người. Còn về nghệ thuật, truyện sọ dừa có nhiều chi tiết tưởng tượng kỳ ảo. Các con nhớ nhé. Các con thân mến, trước khi bước vào hoạt động luyện tập, chúng ta sẽ ghi lại toàn bộ phần bài học hôm nay. Các con lưu ý, phần bài học hôm nay các con sẽ ghi vào vở bài học. Khi ghi bài, các con nhớ đọc kỹ và ghi đầy đủ, chính xác những phần mà cô đã ghi. Bây giờ chúng ta sẽ bước sang một hoạt động cuối cùng trong bài học hôm nay, đó là luyện tập vận dụng mở rộng. Ở phần luyện tập và vận dụng mở rộng, cô có hai bài tập. Bài tập 1, qua truyện sọ dừa, em rút ra được bài học gì cho bản thân mình? Bài tập số 2, hãy viết một đoạn văn 5 đến 7 câu trình bày cảm nghĩ của em về nhân vật sọ dừa. Các con lưu ý, trong phần viết đoạn văn cần phải có bố cục, đó là có câu mở đoạn, thân đoạn và câu kết đoạn. Ba phần này các con không được tách nhau ra mà miết liền vào nhau, đủ số lượng câu là 5 đến 7 câu các con nhé. Các con thân mến, bài học hôm nay của chúng ta đến đây đã kết thúc rồi. Cô chúc các con luôn chăm ngoan và có nhiều sức khỏe để học tập tốt nhé. Hẹn gặp các con vào những tiết học sau. Cô chào các con.